Khi nhắc đến phân khúc crossover cỡ trung tại thị trường Việt Nam, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay tới hai cái tên Mazda CX-5 2018 và Honda CR-V 2018. Hai mẫu xe đến từ Nhật và cùng giành được chỗ đứng khá tốt trên thị trường khi so với các mẫu xe trong cùng phân khúc. Ngày 2 tháng 10 vừa qua, thì VinFast đã chính thức giới thiệu mẫu xe SUV Lux SA 2.0 tại Paris Motor Show 2018 và dự định là tháng 12 năm nay sẽ đem mẫu xe này về quê hương Việt Nam. Vậy, liệu khi về thị trường Việt Nam, mẫu SUV Lux SA 2.0 có thể lấn át được hai đối thủ Mazda CX-5 hay Honda CR-V về cả trang bị và giá bán hay không? Mời các bạn cùng Auto Daily tìm hiểu qua video so sánh này. Xét về thiết kế ngoại thất, thì cả CX-5 2018 và CR-V 2018 đều đã lột xác rất ngoạn mục. Đại diện của Mazda thì đi theo hướng cá tính trẻ trung, còn Honda chọn phong cách mạnh mẽ và có phần cơ bắp. Nhưng có lẽ với lợi thế sử dụng thiết kế chung platform của mẫu BMW X5 F15 thế hệ trước, thì Lux SA 2.0 đang có phần chiếm ưu thế. Các trang bị ngoại thất của CX-5 và CR-V cũng khá cân xứng với nhau. Hệ thống đèn pha, đèn sương mù và đèn hậu đều là dạng LED, trong đó đèn pha tự động bật tắt và điều chỉnh góc chiếu sáng. Còn mẫu SUV nhà VinFast là kẻ đến sau nên được cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất của ngành ô tô thế giới. Phần đầu xe thiết kế theo kiểu đèn định vị LED ban ngày đặt cao, hệ thống đèn pha cốt LED được chuyển xuống phía dưới có chế độ bật tắt tự động, dưới cùng là đèn sương mù dạng LED, lưới tản nhiệt sở hữu công nghệ đóng mở tự động có logo chữ V chính giữa và thanh chrome kết hợp giải LED ban ngày cách điệu chữ F, đại diện cho thương hiệu VinFast. Tiến sang phần thân xe, các bạn có thể thấy Mazda CX-5 có phần nhỉnh hơn Honda CR-V nhờ bộ la răng 19 inch của mình. Nhưng nếu như quan sát và so sánh thì Lux SA 2.0 cũng không kém phần so với hai đối thủ. Khi sở hữu cho mình bộ la răng lớn phay xước kết hợp các thanh nẹp xung quanh xe giống bộ body kit thường thấy trên các mẫu xe thể thao hiện nay. Và nếu như các bạn nhìn trực diện từ phía sau thì cụm đèn hậu của Lux SA 2.0 thực sự ăn điểm hơn hai đối thủ nhờ thiết kế giải LED nối liền kết hợp cùng logo chữ V. Xét về mặt trang bị thì Lux SA 2.0 và CX-5 nhìn hơn CR-V khi được trang bị 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau để hỗ trợ người lái, và đặc biệt hơn thì Lux SA 2.0 có thêm trang bị camera 360. Tiến vào bên trong khoang nội thất thì thế mạnh đầu tiên của Lux SA 2.0 và Honda CR-V chính là kết cấu 5+2 chỗ ngồi. Trong phân khúc crossover cỡ trung hiện nay, bên cạnh CR-V thì còn có những cái tên như Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander cũng áp dụng kết cấu này. Mời các bạn dành một chút thời gian để ngắm lại bảng táp lô của Lux SA 2.0 và Mazda CX-5 cũng như Honda CR-V. Lux SA 2.0 sở hữu phong cách thiết kế tương đồng với BMW X5 Series đời trước mã hiệu F15. Còn hai đối thủ đến từ Nhật lại sở hữu phong cách thiết kế đơn giản, rõ ràng, mạch lạc và đều sở hữu màn hình trung tâm 7 inch dạng nổi trên mặt táp lô. Lux SA 2.0 lại đi theo xu hướng trang bị màn hình giải trí trung tâm dạng dọc 10,2 inch, có thể thay đổi hình nền là các ảnh phong cảnh đẹp của quê hương đất nước. Một điểm thực sự rất đáng được chú ý trên Lux SA 2.0 đó là bảng táp lô bọc nhựa mềm cao cấp, đi cùng tùy chọn ốp gỗ hoặc nhựa vân carbon. Da trên xe là da thật Nappa cùng hệ thống đèn ambient light, và ghế lái cũng như ghế phụ điều chỉnh điện 6 hướng và nhớ 2 vị trí. Kèm đỡ chân như trên BMW X5, Honda CR-V có phần yếu thế hơn so với Lux SA 2.0 và CX-5 khi được trang bị ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ. Bước xuống hàng ghế thứ hai thì CR-V và CX-5 đều sở hữu không gian tốt với độ ngả lưng ghế có thể điều chỉnh, còn Lux SA 2.0 có chiều dài cơ sở tương đương với BMW X5 nên có khả năng cũng sẽ sở hữu một không gian không thua kém thứ hai đối thủ. Những mẫu xe có thiết kế 5+2 hiện nay thì hàng ghế thứ ba thường phù hợp cho trẻ nhỏ. Và với Lux SA 2.0 thì sao? Các bạn cùng Auto Daily dự đoán xem liệu VinFast có cải thiện được vấn đề này không để Lux SA 2.0 có thêm một lợi thế khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Xét về khả năng vận hành, Lux SA 2.0 được trang bị loại động cơ tăng áp N20 thường dùng trên mẫu BMW X5 F15. Động cơ này có dung tích 2.0 tăng áp, sản sinh công suất 228 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Lux SA 2.0 có hai tùy chọn hệ dẫn động là một cầu chủ động hoặc bốn bánh toàn thời gian, đi cùng hộp số 8 cấp ZF. Tuy nhiên, ECU điều khiển xe lại sử dụng của bên thứ ba là Meridian. CR-V 2018 được trang bị động cơ tăng áp DOHC VTEC Turbo 1.5 lít với hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp PGM-FI, công suất tối đa 188 mã lực
và mô hình xoắn cực đại đạt 240 Nm, đi kèm một số tự động vô cấp CVT hoàn toàn mới, ứng dụng công nghệ Dream Technology. Cuối cùng là Mazda CX-5, xe được trang bị động cơ Skytip G 2.5 lít All-Wheel Drive, công suất tối đa 188 mã lực tại 5.700 vòng trên phút, mô hình xoắn cực đại đạt 251 Nm tại 4.400 vòng trên phút, đi kèm một số tự động 6 cấp. Như vậy là Lux SA 2.0 đang chiếm ưu thế khi sở hữu con số 228 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Nhưng khả năng vận hành thực sự thì sao? Mời các bạn cùng chờ đến khi Lux SA 2.0 chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Theo chúng tôi dự đoán, giá bán của mẫu SUV này sẽ dưới 1 tỷ, rơi vào khoảng từ 800 đến 950 triệu đồng. Còn các bạn hãy đưa ra các dự đoán giá cụ thể bằng cách comment ngay phía dưới video này. Hãy like và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi các thông tin thú vị về thị trường ô tô Việt Nam.